Vào khung giờ buổi tối, tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt bô đã trở thành đặc sản ở thành phố Hưng Yên, khiến cho người dân tham gia giao thông hoang mang, lo sợ. Trước tình hình trên, Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh ra quân phòng chống thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng. Từ ngày 13 tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 112 trường hợp vi phạm, tạm giữ 99 phương tiện, xử phạt với số tiền 545 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm điều khiển xe trên đường không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký xe, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, lạng lách, đánh võng, không có gương chiếu hậu và không gắn biển kiểm soát. Sau khi tổ chức vây bắt, Công an thành phố Hưng Yên đã phân loại đối tượng vi phạm. Qua xác minh, cơ quan công an đã làm rõ 55 trường hợp từ 16 đến 18 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên, có hành vi đánh võng, rú ga, lạng lách trên đường và đang là học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ và Phù Cử. Đối với trường hợp vi phạm, Công an thành phố đã mời gia đình lên làm việc, đồng thời gửi thông báo cho nhà trường để biết, phối hợp trong quản lý giáo dục. Ngoài ra, Công an thành phố lập danh sách để gửi về Công an huyện, Công an xã, phường, nơi cư trú để đưa vào danh sách thanh thiếu niên hư cần được quản lý. Nhằm ngăn chặn có hiệu quả vi phạm giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các bậc phụ huynh cần quan tâm theo sát con em mình để kịp thời phát hiện nếu các em có các biểu hiện sử dụng xe độ, đi chơi đêm, tham gia các nhóm tụ tập, tổ chức chạy xe tốc độ cao, nâng cao nhận thức về hậu quả, hệ lụy của việc tụ tập, chạy xe, gây rối trật tự công cộng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.